Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Kiều xin thay mặt cho chư quý đồng đạo trong đạo tràng cảm ơn đồng đạo Tư Đúng vừa đọc xong lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Và thưa chư quý đồng đạo, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình sinh hoạt hôm nay ngày thứ năm 28 âm lịch. Thưa với quý vị là mỗi một tuần của chúng ta thì ngày thứ năm đồng đạo Hoa Sa Mạc sẽ thuyết đầu giờ cùng với đạo tràng. Trong cái tháng 7 âm lịch này thì mình thường nghe nói là cái mình vẫn biết là cái tháng Vu Lan, mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Một cái điều rất là may mắn là đầu tháng thì mình được chú Tịnh Thiền chia sẻ về đề tài Vu Lan cũng như là nhắc nhở về chữ hiếu. Và ngày hôm nay ở cuối tháng 7 thì chúng ta nhận được một đề tài cũng rất là tuyệt vời của đồng đạo Hoa Sa Mạc. Hôm nay đồng đạo Hoa Sa Mạc sẽ chia sẻ đầu giờ với đề tài là hiếu nghĩa vi tiên. Nên Kiều xin kính mời chư quý đồng đạo đừng có rời máy, ngồi trước máy để chúng ta có một cái buổi sinh hoạt. Nên Kiều nghĩ rằng đây là một đề tài tuy rằng mình được nghe nhắc nhở nhiều lần nhưng mà mỗi một lần nghe thì mình thấy như có cái sự thấm thía. Và chúng ta nghĩ rằng làm bổn phận của người con thì cho dù ở tuổi nào, từ mình lúc trẻ hay lúc già thì cái việc mà mình còn cha còn mẹ là một cái điều rất là quý báu. Đôi khi mình thấy mình rất là lớn rồi đấy, nhưng mà đối với mẹ mình vẫn là trẻ thơ. Và cái sự hiếu thảo của con đối với cha mẹ là một điều rất là cần thiết trong đạo. Là một con người chúng ta không thể nào mà quên chữ hiếu. Nếu mà quên chữ hiếu thì không làm được việc gì để gọi là việc đạo. Và nên Kiều xin kính mời chư quý đồng đạo lắng nghe đồng đạo Hoa Sa Mạc. Nên Kiều xin mến mời bàn tay của đồng đạo Hoa Sa Mạc. Cảm ơn Hoa Sa Mạc. Mời Hoa Sa Mạc nhận biết. Kính mời chư quý đồng đạo lắng nghe sự chia sẻ của đồng đạo Hoa Sa Mạc. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Hoa Sa Mạc kính chào chú Tư, kính chào chú Tịnh Thiền, kính chào chú Phú Lâm và kính chào toàn thể quý anh, quý chị và quý em thương thân thương. Dạ kính thưa chư quý đồng đạo. Thì hôm nay cũng là một cái nhân duyên lành và đã đến cái ngày thứ năm thì Hoa Sa Mạc được gặp toàn thể chư quý vị trên những cái nickname thân thương và để cùng nhau chia sẻ qua giáo lý của Đức Thầy. Thì Hoa Sa Mạc rất là vui và xét nghĩ đó cũng là một cái điều vinh hạnh lớn lao cho mình. Thì lời nói đầu tiên của Hoa Sa Mạc xin chân thành gửi đến toàn thể quý chú và quý anh chị lời chào mừng đoàn kết và sự chúc phúc tốt đẹp nhất. Dạ kính thưa chư quý đồng đạo, thì hôm nay Hoa Sa Mạc xin được chia sẻ một cái đề tài trong giáo lý học Phật tu nhân, một cái đề tài rất quen thuộc cùng toàn thể chư quý đồng đạo mà chúng ta thường nghe trong đạo tràng, nghe các anh chị, các đệ cùng nhau chia sẻ, thì đó chính là cái đề hiếu nghĩa di tiên. Thì kính thưa quý vị, cái bài hiếu nghĩa di tiên này Đức Thầy chúng ta viết tại Hòa Hảo năm 1939, tức là năm Kỷ Mão. Thì thưa quý vị, thì trong cái bài này thì gồm có 4 câu 7 chữ và thì Hoa Sa Mạc xin đọc lên và cũng sẽ chia sẻ cùng toàn thể chư quý đồng đạo. Và nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Và kính thưa chư quý vị, thì trong 4 cái câu thơ này nhưng mà Đức Thầy đã đưa lên cái làm cho biết là hiếu nghĩa di tiên, ý gồm chỉ là cái sự hiếu nghĩa làm đầu. Thì hôm nay thì như là cũng là trong cái rằm tháng 7, cũng còn trong cái rằm tháng 7, nghĩa là cái mùa Vu Lan và mùa Vu Lan báo hiếu của toàn thể Phật tử và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Thì Hoa Sa Mạc xin được chia sẻ theo sự hiểu của mình, rồi kính mong quý chú quý anh chị cũng bổ chính thêm cho để cái đề tài được đầy đủ. Hoa Sa Mạc xin chân thành cảm ơn và kính thưa chư quý đồng đạo. Thì trước tiên Hoa Sa Mạc xin được là mình giải thích chú thích từng câu và giải nghĩa từng câu và tóm ý từng câu, rồi xong rồi Hoa Sa Mạc sẽ trình bày trong cái đại ý của 4 cái câu giảng này mà Đức Thầy chúng ta đã chỉ dạy. Kính thưa chư quý vị, thì cái câu thứ nhất Đức Thầy cho biết là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên.
Dạ, thì cái nghĩa chữ nhân sanh là gì? Nhân nhân sanh thì nghĩa là ý chỉ cho cái người đời đó, bởi vì nhân là người, sanh là sanh sống, nghĩa là tất cả người đời chúng ta đang sanh sống, đó là trong cái cõi đời này, thì thưa quý vị chỉ cho tất cả chúng ta gọi là nhân sanh. Còn chữ hiếu nghĩa nghĩa là chữ hiếu và cái chữ nghĩa. Thì đây là cái hiếu là cái bổn phận của mình đối với cha mẹ, đối với nghĩa là tổ tiên cha mẹ cho dạng giữ kính thờ và phụng dưỡng, nghĩa là đó là cái cách để chúng ta báo hiếu. Thì cái chữ nghĩa ở đây nghĩa là làm những cái việc phải, những cái việc tốt đẹp, thì đó là hai chữ hiếu nghĩa. Chữ dĩ, chữ dĩ nghĩa là lấy, là dùng. Chữ vi tiên là trước nhất. Thì thưa quý vị, qua cái câu thứ nhất đó, là ý nghĩa của cái câu thứ nhất là Đức Thầy chúng ta chỉ dạy là người đời thì nên dùng cái chữ hiếu và cái chữ nghĩa để mà làm đầu. Và đến cái câu thứ hai thì Đức Thầy dạy là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Hành thiện nghĩa là chúng ta làm cái việc thiện. Tri kinh nghĩa là mình tìm hiểu kinh sách thánh hiền để mình học hỏi, mình nương theo đó, mình tu hành. Thì chữ thị, thị là tỏ ra. Thì thưa quý vị, qua ý cái câu này nghĩa là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, nghĩa là mình làm cái việc thiện thông hiểu kinh sách, gọi đó là cái người hiền vậy. Thầy đến cái câu thứ ba, Đức Thầy cho biết là kiến huệ phi tiêu đòn chứng nghiệp. Kiến huệ thì ý chỉ cho trí huệ cũng như một cái thanh kiếm, nó sắc bén vô cùng, nó có thể chặt đứt tất cả. Thành ra dùng, thường thường dùng cái trí huệ thì hay dùng với ví như là thanh gươm, ví như là cái thanh kiếm. Phi tiêu là gì? Phi tiêu nghĩa là phi là tan ra, tiêu là tiêu trừ. Cái nghĩa chữ phi tiêu ở đây là tiêu trừ, là làm cho tiêu trừ hết đó. Và đòn chứng nghiệp, đòn chứng nghiệp là chỉ cho tất cả các nghiệp chướng, tất cả các nghiệp quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay thì gọi là đòn chứng nghiệp. Thì qua cái câu thứ ba này là kiến huệ phi tiêu đòn chứng nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để mà tiêu trừ các nghiệp chướng. Đến cái câu thứ tư là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Phật tiền nghĩa là gặp Phật, hữu nhật nghĩa là có ngày, vĩnh an nhiên nghĩa là yên ổn lâu dài. Thì qua cái câu thứ tư là có ngày sẽ được gặp Phật và an ổn lâu dài vậy. Thì thưa quý vị, đó là chúng ta đã chú thích từng câu và cái nghĩa của từng câu qua mình tìm hiểu về cái chú thích và ý nghĩa. Thì sau khi mình tìm hiểu về cái chú thích và ý nghĩa xong rồi đó, thì chúng ta thấy rằng trong bốn cái câu trong cái bài ý nghĩa hiếu nghĩa di tiên này nó sẽ nổi lên, nghĩa là mình thấy rằng nó có ba cái ý để chúng ta cần tìm hiểu, cần phân tích và cần làm sáng tỏ trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì thưa quý vị, thì gồm có ba ý. Ý thứ nhất đó là Đức Thầy đã chỉ dạy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ chi tiên, nghĩa là cái ý thứ nhất là mình tìm hiểu về cái chữ hiếu nghĩa, là làm thế nào để có được hiếu nghĩa. Đây là cái việc làm trước nhất mà chúng ta cần phải tìm hiểu và hành trì. Bởi vì Đức Thầy đã nhấn mạnh là dĩ chi tiên là cái việc làm trước nhất đó. Vậy chúng ta nên tìm hiểu ý hiếu nghĩa như thế nào để chúng ta thực hành. Rồi bây giờ kế đến cái ý thứ hai trong cái bốn câu giảng này, thì cái ý thứ hai là hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Vậy chứ chúng ta phải hành thiện như cách nào, hành thiện tri kinh như cách nào để xứng đáng là một người hiền vậy? Thì đó là cái ý thứ hai. Rồi đến cái ý thứ ba, nghĩa là kiến huệ phi tiêu đòn chứng nghiệp. Như vậy thì muốn giải trừ, nghĩa là muốn cắt đứt tất cả, muốn làm tiêu trừ tất cả các chướng nghiệp, thì chúng ta phải có cái thanh gươm trí huệ. Mà muốn có được cái thanh gươm trí huệ sắc bén này thì chúng ta phải dùng cái phương pháp gì? Thì thưa với quý vị, đây là ba cái ý trong cái bốn câu giảng, là trong cái câu giảng hôm nay ba cái ý nổi lên để chúng ta thấy và mình tìm hiểu để mà mình cố gắng mình hành trì để đi đến cái con đường giải thoát an vui. Thì qua sa mạc xin được chia sẻ cùng toàn thể quý vị trong những cái ý chính trong bốn cái câu giảng trên vậy. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì bây giờ mình nói đến cái ý thứ nhất á, mình tìm hiểu qua cái vấn đề thứ nhất là Đức Thầy cho biết là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ chi tiên. Vậy chứ cái hiếu nghĩa này là như thế nào mà đặt làm đầu, mà mình phải làm trước nhất vậy?
Thưa quý vị, nói về cái hiếu nghĩa ở đây đó, cái chữ hiếu nghĩa thì chúng ta đã hiểu được cái về cái nghĩa hiếu rồi. Hiếu là mình cư xử, mình đối đãi với ông bà cha mẹ mình tốt đẹp, mình phụng dưỡng, mình lo cho cha mẹ mình đầy đủ hết. Về cách ăn, cách mặc mình cung kính nuôi dưỡng, thì đó là cái chữ hiếu rồi. Vậy cái chữ nghĩa đây là những cái việc làm phải, những cái việc làm tốt nữa. Mà thưa với toàn thể quý vị, trong thi văn giáo lý đó thì Đức Thầy chúng ta có nhấn mạnh về cái chữ hiếu nghĩa này. Đức Thầy cho biết là Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử muốn làm xong hiếu nghĩa. Có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Thành ra muốn có được cái người mà đền trả được cái hiếu nghĩa này, thì Đức Thầy đã nhấn mạnh là muốn đền xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong đền trọn. Thành ra muốn được cái hiếu nghĩa vẹn toàn thì tất nhiên chúng ta phải đền trả qua bốn cái ân trọng đại. Thì đó chính là cái ân thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ, là mình tròn cái làm tròn cái chữ hiếu rồi. Đến cái ân thứ nhì là ân tam bảo, ân đất nước. Đến cái ân thứ ba là ân tam bảo. Đến cái ân thứ tư là ân đồng bào và nhân loại. Thì đây là bốn cái ân trọng đại mà chúng ta phải làm trả, phải làm tròn, phải trả cho nó vẹn. Đây mới gọi là cái trước nhất, cái việc làm trước nhất đó. Phải lấy cái chữ nghĩa, chữ hiếu và chữ nghĩa này làm đầu, làm trước vậy. Thưa quý vị, thì nói về cái hiếu ở đây là cái ân tổ tiên cha mẹ đứng đầu. Thì nói về ân tổ tiên cha mẹ thì Đức Thầy chúng ta có dạy là ta sanh ra khỏi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến tuổi trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Thưa quý vị, cái danh từ chịu biết bao khổ nhọc là rất là nhiều, nó nhiều vô cùng vậy. Nghĩa là từ khi lọt lòng sanh một đứa con rồi nuôi dưỡng tới lớn rồi biết bao nhiêu cực khổ đối với một người cha người mẹ. Và mình nhìn thấy cái cảnh mà các em các cháu mình nó nuôi con đó, mình xúc động vô cùng thật vậy. Nghĩa là nuôi một đứa con rồi thì nó nâng niu từ ly từ tí, từ cái bước chân, từ cái lời nói của nó, dạy từ cái bước đi, dạy từ cái lời nói, rồi dạy ăn, dạy đủ cách hết. Thưa quý vị, rồi từ từ lớn lên cũng cái vòng tay của cha mẹ càng rộng lớn ra để bảo bọc người con cho đến tuổi trưởng thành, rồi bảo bọc cho tới già, bảo bọc cho tới chết luôn. Thưa quý vị, thành ra cái tình nghĩa của cái tình hiếu đạo đây, cái tình cha nghĩa mẹ này nó thiêng liêng, nó bao la, vô bờ vô bến. Cho nên gọi là Đức Thầy gọi là cái sự hiếu nó không có cùng. Như là thưa quý vị, biết bao là khó nhọc, nó nhiều khó nhọc lắm. Mà sách thánh có cho biết là phụ hề sanh ngã, mẫu hề khúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã phù đau, dục báo thâm ân hạo thiên vọng cực. Nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, công lao cha mẹ thật vô cùng khó nhọc, muốn đền đáp công lao ấy cũng tỉ như dối lên trời cao khó cùng. Nghĩa là mình dối lên quá sức là cao dở dở, mình dối không có cùng được vậy. Thưa quý vị, thì đây là mình nói về cái chữ hiếu của một người con mà phải có bổn phận đối với cha mẹ, nghĩa là đối với đấng sanh thành của mình phải đền trả cái chữ hiếu đó. Bởi vì cái thiêng liêng, cái tình cha nghĩa mẹ nó thiêng liêng vô cùng, nuôi dưỡng cho chúng ta tới già tới chết cũng còn thương lo. Chúng tôi có một cái người anh đó, người anh này đã già, thì bà mẹ đã 80 tuổi rồi, anh là 60 tuổi. Mà trước khi anh cầm chiếc xe đi mà bà mẹ còn dặn dò, bà mẹ nói con là con đi mau mau về với con. Nên con đi rồi mẹ không có yên tâm được, mẹ lo lắm. Thưa quý vị, bà mẹ 80 tuổi rồi cũng vẫn còn lo cho người con 60 tuổi. Rồi người con 60 tuổi này lo lại cho người con 40 tuổi, 20 tuổi. Nó cứ vậy, nó cứ chất chồng cái tình thương từ tình thương ông bà cha mẹ, rồi cái tình thương nó dai dẳng, nó bao la vô bờ vô bến vậy. Nhưng mà không bao giờ mà hết tình thương được, tới già cũng vẫn còn lo cho tới khi nào mà mình nhắm mắt thôi cũng vẫn còn lo vậy. Thưa quý vị, cho nên Đức Thầy chúng ta đó, thì với cái giáo lý của Đức Thầy đó, thì Đức Thầy dạy cho chúng ta bổn phận là làm con thì mình phải đền trả cái công ơn cha mẹ bằng cách là nghĩa là muốn đền ơn cha mẹ. Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng cố gắng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Thì nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lỗi trái với nhân đạo, ta phải ráng hết sức tìm cách khuyên lên ngăn cản,
chẳng thấy ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ phải khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc trong gia đình cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn. Thưa với toàn thể quý vị, thì Đức Thầy dạy cho chúng ta cái cách đáp ơn rất là rõ ràng, nghĩa là lúc còn sống thì mình phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ được vui vẻ, được an lạc. Thì thưa với quý vị, cái hiếu đạo đó thì với mỗi người con của chúng ta thì luôn luôn lúc nào phải đền trả. Mà Đức Thánh thì cũng có cho biết là hiếu tử chi sự thân, cư tắc chí kỳ kính, dưỡng tắc chí kỳ lạc, cư nghĩa là dưỡng tắc chí kỳ lạc, tan tắc chí kỳ bệnh, tắc chí kỳ ưu, tan tắc chí kỳ ai, nghĩa là cư tắc người bổn phận người con hiếu đối với cha mẹ là, nghĩa là khi ở với cha mẹ thì phải hết lòng cung kính, nghĩa là cư tắc chí kỳ kính, mình ở với cha mẹ mình phải hết lòng cung kính, rồi nuôi cha mẹ thì phải hết lòng vui vẻ, khi cha mạnh khi cha mẹ có bệnh thì phải hết lòng lo lắng, lúc cha mẹ qua đời phải hết lòng buồn thương, nghĩa là mình đem cả tấm lòng mình hết lòng để phụng dưỡng lo lắng cho cha mẹ, thì đó là cái chữ hiếu. Rồi khi cha mẹ qua đời đó thì chúng ta cũng phải là tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân, nghĩa là mình cũng phải tu cầu nữa. Thưa quý vị, tu cầu cho cha mẹ thoát cái cảnh khổ nơi tam đồ, nơi lục đạo. Bởi vì lúc sanh sống đó, cha mẹ do gì nuôi dưỡng mình cho nên tạo những cái nghiệp. Có nhiều khi tạo những cái ác nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, rồi như đạo tạc, như làm những cái nghề bất chánh, tạo những cái ác nghiệp. Rồi khi chết phải bị đọa lạc, phải chịu tội khổ. Cho nên bổn phận mình đó, mình thương cha mẹ, mình cũng phải đền trả về cái chữ hiếu về tinh thần nữa. Lo vật chất không vẫn chưa đủ mà còn phải trả cái hiếu về tinh thần, nghĩa là mình ráng tu cầu, mình tu, mình trao sửa thân tâm, mình tạo tác phước đức để nguyện cầu cho cha mẹ mình được siêu thăng nơi niềm tịnh độ. Mà Đức Thầy đã chỉ dạy là tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trong. Thưa quý vị, thì Đức Thánh thì Ngài cũng có cho biết là lập thân hành đạo, gian danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi trung giả. Nghĩa là người lập thân hành đạo làm rạng danh cho cha mẹ đời này và đời sau, như thế mới là người con có hiếu. Thì đây là cái cách mình đền trả về cái chữ hiếu, mình làm tròn về chữ hiếu trong cái hiện tại mà làm con người chúng ta, thì phải đó là cái ân nghĩa mình phải đền trả. Rồi kế đến này về cái nghĩa ở đây đó, cái hiếu không sẵn chưa đủ, về cái nghĩa ở đây thì Đức Thầy dạy là có bốn điều ân. Nghĩa là thứ nhất thì cái chữ hiếu mình đã đền trả được cái công ơn cha mẹ rồi. Thứ hai là ân đất nước, nghĩa là khi mình sanh ra cái cõi đời này thì mình cũng phải nhờ vật chất, nhờ đất nước để nuôi dưỡng cái xác thân của mình. Mình thọ hưởng nơi đây, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng hay là giống nòi được truyền thụ, ta có bổn phận phải bảo vệ đất nước đi kỵ bị kẻ xâm lăng dày đạp, ráng nâng đỡ xứ sở quê hương trong lúc nghi nghèo và làm cho được trở nên cường thạnh. Thưa quý vị, thành ra đây là cái ơn thứ nhì mà không thể thiếu đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Mình thử nghĩ xem đó, khi mà đất nước mình bị ngoại bang thống trị rồi đó, con người mình khổ sở vô cùng, khổ lắm, đói kém đủ thứ, khổ về cái ăn, khổ về cái mặc, mà khổ về cái tinh thần đạo đức. Cho nên trong cái thời kỳ mà Đức Thầy chúng ta ra đời khai đạo đó, Đức Thầy cho biết là nghe là về cái lúc đó nghèo, Đức Thầy cho biết là trong cái quyển gì đó, Đức Thầy cho biết là nghèo với đói từ đây sẽ biết hàng ngoại bang bố thí ra hoài. Rồi cái nghèo, cái khổ, rồi cái đói đau không thuốc đủ thứ hết, cái bệnh trong cái thời kỳ đó rất là khổ, mà khổ về cái đạo đức, nghèo bạc vàng đạo đức cũng nghèo, ta xuống trần nhầm lúc nặng eo đó. Thành ra cái khổ sở, nếu mà chúng ta bị cái đất nước mà bị ngoại bang xâm phạm rồi thì đời cái người dân của nước Việt cũng rất là khổ sở vô cùng. Mà Đức Thầy chúng ta cho biết là nước mất thì cơ sở của đạo bị lấp dùi, nước còn thì nền đạo mới được phát khai rực rỡ. Thành ra mà nếu mà đất nước được thái bình, được thịnh trị rồi thì người dân mới được ấm no, mới được hạnh phúc, mới được là an nhàn sống trong cái
đạo đức nghĩa là được cái là phát triển cái nền đạo thì cũng do một phần ở nơi đất nước vậy. Cho nên đây là cái ân thứ hai mà Đức Thầy dạy cho chúng ta phải đền trả. Thì về cái cách đền trả thì Đức Thầy cho biết là muốn đền ơn đất nước thì với cái bộ phận mình đó, đừng làm điều gì sơ sức đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn cho đất nước vậy. Nghĩa là mình đừng có làm cái gì tổn hại đến đất nước, làm một cái công dân tốt đẹp ở trong đất nước, và mình phải tùy theo cái khả năng, cái sức lực, cái trình độ của mình để giúp đỡ quê hương đất nước vậy. Thì kính thưa quý vị, đó là cái ân thứ nhì. Đến cái ân thứ ba là ân Tam Bảo. Thì nói đến cái ân Tam Bảo ở đây đó, chúng ta nhờ đâu như là mình có được cái xác thân này đó quý vị, rồi có được cái trí óc thông minh sáng suốt ở do đây. Mình có được cái xác thân thì nhờ tổ tiên cha mẹ, nhưng mà về cái tinh thần mình có được cái trí huệ là do ơn Tam Bảo mà ra. Thưa quý vị, Tam Bảo, nhờ có Tam Bảo cho nên mình mới hiểu biết được rõ ràng chánh tà chân giả. Nhờ có Tam Bảo cho nên hôm nay mình hiểu biết được đạo đức, mình cùng ngồi nơi đây với máy đạo tràng để chia sẻ qua những lời Phật Pháp, thì do đó là do nhờ Tam Bảo rồi. Nếu mà không có Tam Bảo rồi đó thì chúng ta sẽ trôi lăn trong dòng luân hồi mãi mãi sanh tử, lên lên kiếp kiếp, rồi mình chịu, mình phải bị tội khổ đọa lạc trong tam đồ ác đạo cũng do cái nếu mà không có Tam Bảo thì chúng ta rất là khổ vậy. Nhờ có Tam Bảo khai thị trí óc cho mình cho nên hiểu rõ được cái chân lý để chúng ta tu hành, thì cái công ơn này nó quý báu làm sao, mình phải đền trả cái công ơn đó. Thì qua lời Đức Thầy cho biết là nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô thượng vô lượng. Thì thưa quý vị, đó là cái cách để chúng ta cũng cố gắng để mà mình tu hành, mình học đạo, hành đạo và truyền đạo để đền đáp cái công ơn của Đức Phật, Đức Thầy đã nghĩa là khai sáng ra để cho chúng ta hiểu rõ chân lý mà tu hành vậy. Thì đến cái ân đồng bào và nhân loại, thưa quý vị, đồng bào và nhân loại mình cũng rất là nhờ, không có kém mình những cái ân kia đâu. Nếu không có đồng bào và nhân loại, thử hỏi dân tộc không nhân ra như thế nào, ta có đủ vật dụng để dùng không, ta có thể tự túc một cách đầy đủ không, tóm lại ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn, với những lúc ốm đau nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? Hẳn không vậy. Thế nên ta phải nhờ đến nhân loại, phải nhờ đến đồng bào và nhân loại của mình. Thành ra mình ngồi nơi đây mình cũng là nhờ đồng bào và nhân loại, mình có được cái kiếp nán khí tính gì để mà mình cùng giao lưu với anh em thì do đâu, cũng nhờ đồng bào và nhân loại. Mình đi trên một cái con đường, mình cầm cái chiếc điện thoại để mình bấm, mình đi một, mình đem chiếc xe ra mình chạy, thì cũng đó là cái ân đồng bào và nhân loại vậy. Chúng ta có cơm ăn, có áo mặc, có đầy đủ vật dụng. Thưa quý vị, cho nên cái bổn phận Đức Thầy chúng ta dạy rất là thiết thực trong cái đời sống của mình. Đây là những cái ân nghĩa nó quý báu, nó lớn lao lắm mà chúng ta phải đền trả. Mà nếu mà mình cái ân này, những cái ân nghĩa này mình cho nó là thấp là cạn. Có nhiều người người ta nói như vậy, người ta nói thôi tu hành giải thoát, tu những cái pháp môn cao để đi đến con đường giải thoát, những cái pháp của Đức Thầy dạy ra nó thấp lắm, tu chỉ làm tròn nhân đạo thôi. Nhưng mà thưa với quý vị, nhân đạo mà không tròn rồi thì Phật đạo chúng ta còn xa lắm vậy. Như trong kinh Pháp Cú đó Đức, và trong kinh Bách Vụ, và trong kinh Bách Vụ thì Đức Phật có kể lại một cái mẫu chuyện như thế này. Thì có một cái anh chàng này đã thấy người ta cất một cái ngôi, một tòa lầu nhà, lầu đài ba tầng rất là đẹp. Thì anh ta nhìn lên cái tòa lầu đài này, anh ta ham quá ham, mà nhìn thấy cái tầng thứ ba anh ta thích. Bây giờ tôi gặp cái tầng thứ ba này tôi chịu quá, anh mới kêu thợ đến, bây giờ ông làm sao ông xây cho tôi một cái tầng lầu thứ ba như vậy. Thì thưa quý vị, thì ông thợ hồ này ông nghe nói rồi ông chịu, bắt đầu ông mới lo làm nền đắp móng nổ dưới. Thì ông cái người đó mới nói, ủa sao ông làm cái gì vậy? Nói thì muốn xây lên tầng thứ ba thì tôi phải làm nền, tôi phải đắp móng mới xây được. Thì cái ông đó mới là rằng, ông nói không, tôi không có chịu hai cái tầng dưới, tôi chỉ chịu cái tầng thứ ba thôi, ông làm sao ông cất cho tôi cái tầng thứ ba đi. Thì ông thợ hồ ông lắc đầu, nó làm sao mà làm tầng thứ ba được, nó giữa hư không làm sao được. Muốn cất cái tầng thứ ba thì phải trước tiên mình phải làm nền, mình phải đắp móng cho nó vững chắc rồi mình mới xây dựng lên trên cái tầng thứ ba được. Cho nên Đức Thánh đã cho biết là nghĩa là
Qua cái lời dạy thì Ngài cho biết đó là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo hiển hỷ. Nghĩa là muốn tu nhân đạo, muốn tu tiên đạo thì trước cũng phải tu nhân đạo. Nếu mà nhân đạo không tu rồi thì tiên đạo còn xa lắm vậy. Cho nên ở đây Đức Thầy dạy cho chúng ta rất là thiết thực. Với cái người tín đồ tại gia cư sĩ của chúng ta đó, bởi vì đa số là với cái giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy chỉ dạy cho người tín đồ tại gia cư sĩ. Bởi vì cái đạo của Ngài là chủ trương trong cái đường lối nhập thế mà. Cho nên Ngài cho biết là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ y tiên. Nghĩa là cái người đời nên dùng cái chữ hiếu và cái chữ nghĩa này phải làm đầu, phải trước nhất vậy. Thì đây là cái bước đầu tiên vậy. Rồi kế đến đó, Đức Thầy mới chỉ tiếp cho chúng ta hành thiện tri kinh thị sĩ hiền. Đây là cái ý thứ hai. Thì vậy chứ muốn hành thiện tri kinh để là một cái người hiền thì chúng ta phải làm cách nào? Vậy mình phải hành thiện với cách nào đây, thưa quý vị? Nói đến cái đây, hành thiện ở đây đó nghĩa là chúng ta làm cái việc thiện đó quý vị. Làm cái gì mà có lợi ích cho mọi người thì chính là làm cái việc thiện đó. Mình chẳng hạn như mình làm thiện, làm phước đó, thì có nhiều cái cách để chúng ta làm thiện lắm. Chẳng hạn như mình bố thí, nghĩa là tài thí, pháp thí, vô úy thí, vân vân. Thì đây là trong những cái thí mà mình giúp đỡ cho mọi người bằng tiền bạc, rồi bằng cái lời nói mình đem những cái giáo pháp ra để mà chia sẻ cho mọi người thấm nhuần theo. Và vô úy thí là mình ban bố những cái sự không sợ. Thì đồng thời cũng làm việc thiện ở đây đó, mình cũng làm phước. Chẳng hạn như là mình đi, mình làm cái gì để có lợi cho mọi người bằng ba cách. Bằng ba cái cách, bằng cái thân của mình, bằng cái lời nói của mình và bằng cái tư tưởng của mình cũng làm việc thiện. Thí dụ như bây giờ mình không có tiền để bố thí, để giúp đỡ người ta, nhưng mà mình làm bằng cách khác. Mình làm từ thiện, mình đi chặt thuốc nam, mình đi nấu cơm, rồi mình đi làm người cất nhà tình thương vân vân. Thì đó, cái cách đó là cũng là mình làm bằng cái thân của mình, rồi mình làm từ cái lời nói của mình nữa, thưa quý vị. Mình nói để người ta vui vẻ hòa hài, mình nói để ta an lạc, thì đó cũng là cái cách để mình làm cái lời nói của mình. Thưa với thưa toàn thể quý cô bác, mà như chúng tôi thấy cái lời nói mình nó cũng rất là quan trọng đó. Mình nói mà người ta vui vẻ hạnh phúc an lạc đó, thì mình có phước đức nhiều lắm. Mà nhiều thường thường người ta nghĩ rằng mình tạo phước thì mình phải bố thí, mình phải cúng dường, mình phải làm những cái việc đó là ích lợi. Nhưng mà theo chúng tôi thấy rằng cái lời nói của mình nó cũng không kém phần quan trọng. Nó thật sự nó không kém phần quan trọng đó. Một cái lời nói của chúng ta làm cho người ta đau đớn, nó trong lòng mình nó như cai xé gì đó, trong lòng mình nó như đứt từng đoạn ruột. Bởi vì cho nên có một cái nhà thơ đã nói rằng, nghĩa là lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắt lại cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi, sao không ngồi nghĩ lại nói với nhau nhẹ nhàng. Thưa quý vị, thật sự như vậy. Lời nói không phải là con dao mà nói lên một câu rồi làm, nói lên một câu rồi nó cắt cái lòng mình, nó đau vô cùng vậy. Nói cái câu như nó xé lòng mình, nó đau. Rồi lời nói không là khói, nói không phải là khói, nói ra rồi thì ta chảy nước mắt liền, ta khổ liền, ta khóc liền. Rồi lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi, không phải là mây mà nói ra cái thấy nó chia cách, là không có muốn lại gần, nó xa cách, nó chia tay. Thành ra nó quan trọng ở lời nói như thế. Thành ra hôm nay đó mình muốn tạo, mình làm việc thiện từ cái lời nói mình đó quý vị, nó cũng quý như lắm. Nói sao cho bạn bè mình vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, thì đó là mình tăng trưởng cái phước đức. Còn mình nói mà ta khổ sở, ta buồn rầu, ta đau thương đó, thì cái đó là mình gieo vào cái tội nghiệp cho mình. Cái nghiệp nó tích chứa rồi, cái kiếp sau nó sẽ đi đến cái khổ cảnh, cũng do ở cái lời nói của mình vậy. Thì kính thưa quý vị, thì đây là cái thân, cái khẩu, cái ý qua cái việc làm thiện của mình. Thì cái dập việc làm thiện này đó, không có phải đợi mà cho tới nhiều mình mới làm thiện được. Một chút nhỏ thôi mình cũng có thể tạo được cái việc thiện. Thí dụ như mình chỉ cho một đồng tiền, một bắp gạo, một cái ít, một cái giúp đỡ bằng cái thân mình đẩy một cái chiếc xe nặng qua cầu, hoặc là lượm một cái cây gai, hoặc là một cái đồng tiền nhỏ, thì cũng là cái phước nó tích chứa
từ từ, hoặc là một cái lời nói lành để giúp đỡ người ta, thì cũng đó là một cái phước, rồi từ từ nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn nữa vậy. Chứ có nhiều đồng đạo nói như thế này nè, nói thôi để chừng nào tôi trúng số đi, nhiều đi tôi thả bố thí làm phước, chứ giờ tôi ít tiền quá đâu có tiền đâu bố thí. Thưa quý vị, mình đợi cho trúng số, biết nào mình trúng số hả phải không quý vị? Đợi trúng số nhiều khi suốt cuộc đời chưa trúng số được nữa, chưa có được nữa, thì thôi mình hãy làm trong cái hiện tại đi, mình làm từ chút đi. Quý vị thấy là một cái lu nước đó, mình dặn nước thật nhỏ đi, nó nhiễu từng giọt đi, thì lâu ngày nó cũng tích chứa, nó cũng sẽ đầy cái lu nước, nó sẽ đầy lu nước. Tuy rằng một hai giọt nước nó không có nhầm gì hết á, nhưng mà nó tích tụ nhiều thì nó sẽ đầy cái lu nước. Còn nếu mà mình đợi cho lâu dài, đợi cho nhiều rồi thì chúng ta không có thể nào làm cái việc phước thiện được hết. Thưa quý vị, cũng giống như là cái anh mà sữa bò, anh dặn sữa bò đó, thì trong nhà anh sắp sửa tổ chức một cái bữa tiệc, cho nên anh muốn dùng cái sữa bò để mà anh đãi khách. Anh mới suy nghĩ, anh nói thôi bây giờ một tháng nữa là tới cái ngày nhà mình làm tiệc rồi, bây giờ nếu mà mỗi ngày mình dắt sữa bò thì đó chỉ có một cái phần sữa thôi, mà nếu mình đợi tới 30 ngày thì nó sẽ được 30 phần, như vậy nó rất nhiều, mình sẽ đãi đủ hết tất cả các vị khách trong nhà mình. Thì anh suy nghĩ như vậy rồi anh mới bắt đầu, anh mới đãi dành từ từ, anh nói thôi giờ anh không dắt nữa. Thì đúng 30 ngày tới cái ngày mà mở tiệc ra, mời tất cả bạn bè tới đem bò ra dắt thì không có còn miếng sữa nào hết, không có sữa. Thành ra mình nên tích chứa từ chút một ngày đi. Thì đây cũng là một cái câu chuyện trong kinh Bách Dụ mà Đức Phật đã tỉ dụ cho chúng ta thấy. Nghĩa là mặc dầu cái việc làm nhỏ nhưng mà nó quý báu vô cùng, nó sẽ từ từ nó sẽ lớn thêm hơn vậy. Thì kính thưa quý vị, thì đây là cái việc làm từ nơi cái lời nói, từ nơi cái thân, từ nơi cái lời nói, và cũng từ nơi cái ý tưởng của mình vậy. Ý tưởng của mình cũng là tạo phước nữa, chứ không phải là không tạo phước. Một cái khi mà chúng ta suy nghĩ ra một cái điều gì đó, thì trong đây nó đã tạo thành cái nghiệp rồi. Mình suy nghĩ từ nơi cái ý của mình cũng là tạo cái nghiệp đó. Thí dụ như giờ cái ý mình khởi cái tư tưởng lành, mình thương bạn mình muốn tìm cách giúp đỡ bạn mình, thì trong cái tư tưởng nó đã khởi cái nghiệp lành trong đó rồi, nó sẽ tích chứa cái nghiệp lành này, tương lai nó cũng sẽ đưa chúng ta đi đến cái cảnh giới an vui hạnh phúc. Rồi cũng đồng thời trong cái ý tưởng đó, mình giận mình ghét bạn mình, thí dụ như bây giờ đi, cái người bạn mình không thương, mình hận, mình ghét đi, mình tìm cách để mà mình chống bắn, mình đấu chọi, mình tìm cách để mình hạ nhục người đó. Thì trong cái ý tưởng mình khởi lên như vậy rồi, thì chúng ta đã tạo cái nghiệp ác trong đó rồi. Mặc dầu chưa có khởi ngoài, mặc dầu mình chưa có làm, nhưng mà cái nghiệp này nó đã chứa trong cái tâm thức của mình, tương lai nó sẽ đưa mình đi cái chỗ khổ cảnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có cho biết là trong các pháp, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo ta, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Trong các pháp, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói hay làm với ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau chúng ta như bóng theo hình. Thì thưa quý vị, thì đây là cái bài pháp mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên cái ý tưởng mình nó càng quan trọng hơn nữa khi chúng ta khởi tưởng ra một cái điều gì. Mà nếu mà mình khởi tưởng ra một cái điều thiện thì nó sẽ chứa trong tâm thức của mình những cái thiện, cái quý, cái tốt ở tương lai. Còn nếu mình khởi tưởng những cái điều ác thì nó cũng sẽ đưa cái nghiệp này đi đến cái tương lai mình thọ khổ vậy. Thì đây là những cái việc làm thiện, những cái việc làm thiện từ nơi mình làm phước, mình bố thí, mình giúp đời, mình tạo phước, rồi từ nơi cái thân, cái khẩu, cái ý của mình vậy. Cho nên đây là một cái pháp môn rất là quý, là một cái pháp môn là tu phước, một cái pháp môn làm thiện vậy. Thưa quý vị, thì nói về cái làm thiện ở đây đó, cái làm phước ở đây đó, nó quan trọng lắm. Có nhiều người ta suy nghĩ rằng làm phước thì bắt quá chỉ sanh về cái cõi trời để hưởng phước thôi, chứ nó tương lai mình không có được giải thoát.
thì thôi giờ mình ráng mình lo tu, ráng lo niệm Phật, lo ra lo tu huệ đi, thì kiếp sau mình sẽ vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình không có còn đầu thai trong cái kiếp này trần gian này, cái cõi ta bà này nữa. Mình không có ma ham muốn về cái cõi trời, tại vì làm phước thì sanh về cái cõi trời, khi hết phước thì phải đọa lạc trở lại. Nhưng mà thưa với toàn thể quý vị, nói thì nói vậy đó, nhưng mà nó không có kém phần quan trọng đâu. Nếu mà chúng ta mà không có tạo phước rồi đó, mình khổ lắm. Tương lai, ví dụ mình sanh ra đó quý vị, mình chưa có được về cái cõi Phật được, mình sanh trở lại đây, mình khổ lắm. Chúng tôi nhận thấy có nhiều người ở trong cái xã hội này cũng là đồng đạo với mình đó quý vị, cũng đồng đạo với mình, đồng thời cũng là đồng đạo. Nhưng mà đó, có người thì ta an nhàn, người ta hạnh phúc, người ta có tiền dư của ăn của đã để, người ta khỏi có làm gì hết, ta phay phay, người ta sống, người ta an lạc, người ta lo niệm Phật, người ta lo đi cầu nguyện, người ta thảnh thơi, rồi ta còn có dư tiền ra để bố thí nữa. Còn cũng có những đồng đạo của mình nó rất là khổ, nào là vợ đau, nào là con yếu, nào là nhà sập, đủ thứ cái cảnh dồn dập đó. Để tiền nó dành dụm nha, lúc để ráng tôi ráng dành dụm tiền cho có đủ tiền để sửa cái nhà này lại. Cái xà nhà này nó cũ quá rồi, nó cũng mưa dột hết rồi. Vừa để tiền được sắp sửa cái nhà, cái vợ bệnh, chở đi bệnh viện hết trơn tiền. Rồi vừa sắp sửa, dành dụm lúc đó vừa tính sửa nhà rồi con đau. Rồi đủ thứ cái chuyện dồn dập tới hết. Đó là do đâu? Do chúng ta thiếu cái phước đó, mình thiếu cái phước lành, cho nên mình cũng sống ở trong cái đời sống này mà mình thua suốt người ta đủ thứ chứ, mình khổ sở vô cùng, mình chịu những cái nghịch cảnh nó đưa đẩy nó đủ thứ trước chứ. Thí dụ như nhiều người người ta sống ai cũng thương mến quý trọng hết, còn mình nghe đủ thứ cái nghịch cảnh nó đưa đến, bị quan, bị ức, bị tai nạn, bị gì này bị kia nó dồn dập tới cho mình, thì do đâu? Chính là mình thiếu phước đó. Mình thiếu phước cho nên mình mới bị khổ gì nè. Còn người ta, ta sống im ru, tại sao ta không bị oan ức, tại sao ta không này kia, mà mình đủ thứ chuyện dồn dập tới mình hết, thì cũng do mình thiếu phước vậy. Cho nên á, chúng tôi có một cái người bạn đó quý vị, cũng tu hành chung như chúng tôi gì nè, cũng là một cái người tu sĩ vậy, cũng sống độc thân như mình. Nhưng mà người bạn của tôi rất là khổ, khổ sở vô cùng, mình thấy là mình đứt ruột luôn. Nghĩa là phải, mặc dầu sống ở chung một cái nơi, một cái tu viện đi, nhưng mà tại vì dốt rồi nghèo rồi không có học thức, không biết chữ nữa, thành ra thua xúc bạn bè đủ thứ ở trên. Nghĩa là người ta học giỏi, người ta giàu có, người ta có tiền có bạc thì người ta ăn trên hồi trước, được ai cũng quý mến thương yêu hết. Còn không tiền bạc ngu dốt rồi thì người ta sai làm không chịu nặng, rồi ở ngoài sau đi đâu thì ta dẫn cái người khôn ngoan lanh lẹ học thức ra đi, còn mình thì ở nhà nó lo làm lụng thấy mồm, lo rồi ruộng rẫy, lo đủ thứ không chịu. Rồi khi về gia đình rồi thì cái người bạn này càng khổ hơn nữa. Về nhà rồi thì gia đình nợ nần nghèo khổ, anh thì thiếu nợ thiếu nần phải lo tiền trả, rồi lớp thì mẹ thì cũng là lo bài bạc số đuôi số bọng vân vân, em út thì nó khảo đảo, thôi đủ thứ những cái nghịch cảnh nó dồn dập tới hết. Mặc dầu cái người bạn này cũng tu hành như mình, cũng là một cái người thiện tâm hành đạo niệm Phật công phu, nhưng mà tại sao ta thấy những cái nghiệp chướng nó dồn dập tới nó khổ như vậy? Thì do là thiếu cái phước đó quý vị, thật sự. Cho nên trong cái cuộc đời mình đó, mặc dầu chúng ta tu hành, mình cũng phải ráng tạo cái phước từ nơi ba cái chỗ mình thân khẩu ý của mình đó, để cái kiếp sau mình được an lạc, kiếp sau người ta quý mến, ta thương yêu, ta kính trọng, kiếp sau mình không có bị những cái tai tiếng, không bị oan ức, rồi kiếp sau mình sẽ được an nhàn, rồi mình sẽ được giải thoát luôn. Thưa quý vị, cho nên Đức Thầy dạy cho chúng ta cái giáo lý của Đức Thầy rất là rõ. Cho nên cái pháp thứ hai là hành thiện tri kinh. Tri kinh nghĩa là mình tìm hiểu. Sau khi mình đã làm phước rồi đó, chúng ta còn phải tìm hiểu kinh sách nữa, học hỏi, để mà học hỏi làm cho cái tâm trí mình nó mở mang, nó sáng suốt nữa. Thì được như thế mới là hành thiện tri kinh, thị sĩ hiền, mới là cái người hiền, cái người quý vậy, mới là cái người tốt đẹp, một cái người hiền. Thì đến cái ý thứ ba trong cái đoạn giảng này, Đức Thầy đã chỉ dạy là kiếm quản phi tiêu đòn chướng nghiệp.
Kiếm huệ ở đây thì ý chỉ như là cái trí huệ của con người đó, nó giống như cái thanh kiếm vậy đó. Nếu mà chúng ta cố gắng mình tu hành rồi đó, mình làm cho cái trí huệ của mình nó sáng suốt rồi, thì chúng ta cũng như cái thanh gươm sẽ chặt hết tất cả những sấm biềm phiền não, những ái dục, những sân si, những cái tham đắm ở trong cái cuộc đời này. Mà từ hồi vô lý kiếp tới giờ mình sanh ra, mình sống lên đây, mình đang đắm nhiễm ở nơi đây, thì hôm nay đây đó, mình muốn được tiêu trừ những cái chướng nghiệp đó thì phải có cái thanh gươm trí huệ đó để chặt đứt mới được. Mà nếu cái thanh gươm của mình đó mà nó lục quá đó, thì chúng ta không thể nào chặt được. Nó chậm chày chậm chặt, cái chuyện chặt làm sao mà được, nó lục nhất không thể nào chặt được. Thưa quý vị, thành ra mình phải có cái trí huệ sắc bén này để mình tiêu trừ những cái chướng nghiệp này đây. Chướng nghiệp là cái gì? Những cái đòn chướng nghiệp là cái gì? Đòn chướng nghiệp ở đây ý chỉ cho rất là nhiều, nó đòn là nó tập hợp với nhau nhiều lắm, cho nên người ta gọi là đòn. Mà chướng nghiệp là những cái nghiệp quan trái, những cái quan gia trái chủ từ hồi vô lý kiếp tới bây giờ mình đã gây tạo đó. Thưa quý vị, nghĩa là có khi nào mà mình trong cái những cái kiếp sống mà mình không có tạo nghiệp không quý vị? Mình cũng phải có tạo vậy, không sát sanh, đạo tặc vân vân, mình tạo những cái quan gia trái chủ đó, mình làm hại sinh vật nhỏ, sinh vật lớn vân vân, rồi từ hồi vô lý kiếp tới bây giờ nó chất chồng lại. Mình suy nghĩ trong một kiếp mình đã giết bao nhiêu sanh vật, và trong vô lượng kiếp tới bây giờ nếu mà mình gom lại thì cái nghiệp chướng của mình ông thâu nó quá thấy nhiều rồi, không thể tính đếm được. Cho nên ở đây gọi là cái đòn chướng nghiệp đó. Thưa quý vị, thành ra muốn diệt trừ cái đòn chướng nghiệp này đó thì chúng ta phải có cái gươm trí huệ mới chặt đứt được nó. Mà muốn có được cái gươm trí huệ này thì chúng ta phải làm sao? Thưa quý vị, muốn có được cái thanh gươm trí huệ này thì chúng ta phải tu tập qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì Đức Thầy đã dạy cho ta rất nhiều trong những cái pháp môn, chẳng hạn như là pháp môn tu thân sự kỷ, rồi pháp môn hoàn diệt, pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh, rất nhiều pháp môn. Nhưng mà chung quy pháp môn nào cũng làm cho chúng ta trở lại định tâm, phát khai trí huệ hết, nghĩa là có được cái trí huệ hết. Bây giờ mình thử mình nêu ra trong những cái pháp môn đó, thí dụ như giờ pháp môn hoàn diệt đi, Đức Thầy chỉ dạy, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Mà nếu mà màn vô minh bị diệt rồi thì tất cả những cái chướng nghiệp này nó cũng sẽ tiêu tan. Mình đã có cái trí huệ, mình diệt trừ hết những cái màn vô minh rồi, trí huệ chúng ta đã phát khai rồi, thì tất nhiên cái nghiệp chướng mình cũng sẽ được giải trừ. Thì đó là mình chỉ điển hình trong một cái phương pháp, cái pháp môn hoàn diệt mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Rồi nói tóm lại những cái pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh, Đức Thầy cũng đã dạy trong những cái pháp đó, nghĩa là để làm cho trí huệ lặng tâm. Thì kính thưa quý vị, nhưng mà tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ của mỗi người chúng ta mà mình thực hành. Thí dụ như bây giờ tôi hạ cái pháp môn tu thiền, Đức Thầy đã dạy. Thiền là gì? Thiền là tư duy, là tỉnh lự, là lóng sạch cái tâm của mình, nghĩa là đừng để cho nó dương nhiễm ngoại cảnh bên ngoài. Đức Thầy đã chỉ dạy là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Nó rất là cao với quý vị. Nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, nghĩa là trong tâm mình nó không, đừng để cho nó dướng mắt một cái vật gì hết, nó trong sáng, nó lào, nó thanh tịnh, nó chiếu soi, không có một vật gì hết. Rồi đến cái chỗ là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, ở trong nó thì nó không có chấp một cái vật gì hết, cái tâm mình nó rỗng rang, nó trong sạch. Còn bên ngoài đó mình không có đem vô, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, bên ngoài thì mình không có đem vô. Mình nhìn những cái cảnh hình sắc bên ngoài, chẳng hạn như là cái mắt mình, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình không có động trước cái cảnh sắc, không có động trước cái những cái cảnh đó, mình không có đem vào. Mắt thì chúng ta không ưa sắc đẹp, tai không thích tiếng hay, mũi không ngửi hương thơm, lưỡi không ưa đồ ngon béo, ý thì mình không có thích những cái sự sung sướng. Thì
thân thì không ưa những cái sự sung sướng, ý thì không thích chứng thực thu chức phận cao, thì nói như vậy nó rất là khó thưa quý vị, rất là khó. Bởi vì mình là cái tâm phàm, mình là chúng sanh, mình cũng còn mê nhiễm nữa. Mà nếu mà mình hành trì được như vậy thì chỉ có những cái người đại căn đại trí, những cái người mà thật sự là nó hiếm có trong đời này, tu để mà tỏ ngộ, để mà chứng được cái lý thông tới cái chỗ cái tâm thanh tịnh như vậy thì rất là khó. Thành ra cái pháp đó thì dành cho những cái người đó là căn cơ họ rất là cao, đi đến cái chỗ mới là tuyệt đỉnh rồi, cái căn cơ rất cao. Bây giờ đó, cái căn cơ của tôi thấp, thí dụ như vậy đi, cái căn cơ của một cái người thấp, tôi không chọn cái pháp môn tu thiền mà tôi chọn cái pháp môn tu tịnh. Bây giờ tôi thấy là pháp môn tu tịnh này nó phù hợp với tôi, tại vì á, thí dụ như khi chúng tôi khởi niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mình đã tạo cái phước đức rất nhiều rồi, để thể giải trừ được chướng nghiệp. Bởi vì Đức Thầy cho biết là, như là Đức Thầy cho biết niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Thành ra Đức Thầy cho biết là đành rằng nở thế cả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Thành ra thôi bây giờ mình chọn cái pháp môn này, bây giờ tôi thích cái pháp môn tịnh độ này, nó dễ lắm. Pháp môn tịnh độ này mặc dầu cái tôi còn cái nghiệp chướng ở trong đời này, nợ thế tôi chả chưa có trả hết, cái nợ thế gian tôi còn kẹt với cha, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, với cháu, vân vân, còn kẹt rất nhiều trong xã hội này, tôi còn bổn phận nhiều lắm, tôi chưa có đền trả hết. Thì bây giờ đó, mặc dầu nợ thế này trả chưa xong nè, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, bắt đầu mình ăn năn, mình sám hối, cải sửa những cái nghiệp chướng của mình. Thời xưa thì mình sát giết, mình sát sanh, mình đạo tặc, mình làm những cái việc xấu, thì hôm nay mình phải ăn năn cải hối. Ăn năn cải hối nghĩa là sám trừ tiền kiên, hối trừ hậu quá, mình phải sám hối những cái lỗi lầm của mình và nguyện không có tái phạm nữa. Thì sau khi mình đã nghĩa là nguyện không có tái phạm những cái lỗi lầm đó rồi, bắt đầu chuyên tâm niệm Phật. Thì Đức Thầy dạy là tới cái chỗ này rồi, Đức Thầy dạy là niệm mà biết ăn năn sửa lấy lòng đó, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Thì bây giờ mình thành tâm mình niệm chữ Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Thì nếu mà mình thành tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm cho đến chừng nào mà nó nhất tâm đi đến cái chỗ mà nó an tịnh trong lòng mình rồi, thì tất nhiên cái chướng nghiệp mình nó cũng không còn nữa quý vị. Tại vì Đức Thầy cho biết trong cái giáo pháp đó, dạ đúng rồi đó, mình ăn năn mình làm mới được. Thì trong cái giáo pháp của nhà Phật thì Đức Thầy dạy cho chúng ta với cái sự niệm Phật để trừ cái vọng niệm chúng sanh rất là hay đó. Đức Thầy cho biết là còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thấy trần ấy mà không cho khỏi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm một niệm Phật thì lìa một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật để làm cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trực nhiễm trần ai. Thưa kính thưa chư quý đồng đạo, khi mà mình niệm Phật mà được đi đến cái chỗ này rồi thì chắc chắn niệm đến cái chỗ bản tâm lai thanh tịnh của Phật để làm cho mình lòng của mình được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai, thì khi chúng ta niệm đến đó rồi thì tất nhiên mình sẽ cái tâm mình nó an lạc hoàn toàn rồi, trí huệ mình nó phát khai. Mà trí huệ phát khai thì tất nhiên mình sẽ diệt trừ được cái đòn chướng nghiệp này. Qua lời Đức Thầy đã dạy là kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp đó. Nghĩa là kiếm huệ mình đã có sắc bén rồi, nó đã trong sạch, nó đã chiếu soi, nó sắc bén rồi, thì tất nhiên mình chặt cái gì cũng đứt hết. Kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, tại vì khi chúng ta niệm đến cái bậc chỗ thâm thanh tịnh rồi thì tất nhiên trí huệ phát khai. Mà trí huệ phát khai thì mình chặt đứt đi cái đòn chướng nghiệp này rất dễ dàng. Cho nên trong cái giáo pháp của nhà Phật đó, Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta đó, nghĩa là trong cái pháp
môn niệm Phật nó vẫn có thiền tâm ở trong đó. Như chúng tôi hồi nãy chúng tôi vừa chia sẻ đó, nghĩa là cái pháp tu thiền nó rất là cao, phải giữ cái tâm mình nó như như, nó bất động, nó thanh tịnh, nó giữ một màu sáng suốt, đừng để không có một cái vật gì xen tạp hết. Cũng giống như ông Hương Hải thiền sư cũng cho biết là cái là giữa trời cánh nhạn trong nước bóng chìm, nhạn không còn lưu dấu vết, nước chẳng để lại bóng hình, thì cái tâm đó nó quá cao rồi. Thành ra hôm nay mình muốn được cái tâm mình yên tĩnh như vậy nó rất là khó. Mình sẽ dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này đó, mình làm một cái đề yếu để chúng ta giữ cái tâm mình được thanh tịnh. Cũng là trong đó nó cũng có thiền tâm ở trong đó, nhưng mà mình lấy cái câu lục tự này làm một cái đề yếu, chú tâm vào đó để tâm mình thanh tịnh. Cho nên trong cái pháp tịnh vẫn có cái pháp thiền mà Đức Thầy đã chỉ dạy qua hai câu: trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Thì Đức Thầy dạy trong cái pháp tu thiền đó là vậy, nghĩa là trong cái pháp môn tu tịnh này vẫn có cái pháp tu thiền trong đó để phát khai trí huệ vậy. Thưa quý vị, nếu được như vậy rồi, kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, nếu mà mình có cái thanh gươm trí huệ rồi thì tất nhiên mình sẽ chặt đứt mọi cái chướng nghiệp, mọi cái chướng nghiệp mà từ nhiều đời nhiều kiếp vậy. Mà Đức Phật cho biết là người nào chiến thành niệm một niệm Phật sẽ diệt được 8 muôn ức kiếp tội trọng sanh tử. Thì trong kinh cũng có cho biết là cái công năng của niệm Phật nó rất là siêu màu như vậy. Rồi kế đến là cái câu sau cùng là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên ở đây, sau khi mình đã có cái trí huệ sáng suốt rồi đó, diệt trừ chướng nghiệp rồi, thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy được Phật, nghĩa là thấy được Phật hiện ngay trước mắt của mình. Phật tiền nghĩa là Phật, gặp Phật trước mắt của mình. Có ngài, hữu nhật là có ngài. Thì khi mà chúng ta cố gắng mà hành trì được như vậy đi, thì có ngày mình sẽ gặp Phật nghĩa là ngay trước mắt của mình. Mình sẽ vĩnh viễn được an ổn, được lâu dài, được nghĩa là được thông thả vậy. Mà Phật ở đây là như thế nào? Thưa quý vị, Phật tiền ở đây thì ý chỉ là nói về sự là gặp Phật, nhưng mà nói về lý ở đây là chúng ta gặp được cái chân tâm, gặp được cái Phật tánh của mình rồi, gặp được cái bổn lai diện mục của mình vậy. Tại vì khi mà mình tu đi đến cái chỗ pháp khai trí huệ lặng tâm rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình vậy. Mà Đức Thầy cho biết là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ấm nơi miền sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng truy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Khi mà mình hành đạo, khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta trao sửa thân tâm đi đến cái chỗ thanh tịnh, phát khai trí huệ rồi, thì chắc chắn như là Phật tánh sẽ hiển đài, gọi là Phật tiền hữu nhật. Có ngày Phật tánh sẽ hiển đài. Thì được như vậy thì mình sẽ vĩnh viễn an ổn lâu dài vậy. Mình sẽ tự do tự tại trên cái bước đường giải thoát của chúng ta. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì tóm lại trong bốn câu trong cái bài Hiếu Nghĩa Di Tiên mà Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là nhân sanh hiếu nghĩa nhĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Qua bốn cái câu giảng này, Đức Thầy cho chúng ta thấy rằng đại ý, nghe là con người trong kiếp sống chúng ta đó, mình phải làm tròn cái nhân đạo. Làm tròn cái nhân đạo, đây là một cái nấc thang, là một cái nền tảng để đưa người tín đồ đi lên trên cái con đường giải thoát. Thì trước tiên chúng ta phải làm tròn cái nhân đạo. Thì làm tròn nhân đạo rồi, Đức Thầy còn song song vào đó, Đức Thầy còn chỉ cho chúng ta một cái phương pháp gọi là cái phương pháp gọi là pháp môn tu phước, là hành thiện đó quý vị, là một cái pháp môn tu phước. Và thì kế đến là Đức Thầy còn chỉ dạy cho chúng ta qua cái pháp môn tu huệ nữa, nghĩa là kiến huệ thì gồm có pháp môn đó là tu huệ, còn hành thiện là pháp môn tu phước. Thì nói tóm lại ở đây, trong bốn cái câu giảng, Đức Thầy đã đưa ra cho chúng ta thấy một cái giáo lý học Phật tu nhân rất là rõ ràng. Bởi vì học Phật tu nhân là chúng ta hoàn thiện cái đạo làm người trong cái kiếp sống để làm cái nền tảng vững chắc cho việc giác ngộ. Còn học Phật là chúng ta hành những cái pháp môn mà Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy, đó chính là pháp môn tu phước và tu huệ, là phần học Phật. Cho nên Đức Thầy đã gồm nhiếp trong pháp môn học Phật qua bốn cái câu giảng trên dạy. Và trong đó có hai cái pháp môn gọi là tu phước và tu huệ. Mà nếu phước huệ song tu thì tức sẽ đồng đăng bỉ ngạn, sẽ đi đến cái con đường giải thoát an vui. Kính thưa chư quý đồng đạo,
Thì sau khi đã hiểu được qua cái đại ý của Đức Thầy đã chỉ dạy, đã gồm nhiếp trong pháp môn học Phật tu nhân rồi, thì là tín đồ Phật giáo hòa hảo, là một người Phật tử chân chánh, thì luôn luôn lúc nào cũng chúng ta cũng dưng theo lời Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy, cố gắng làm tròn nhân đạo. Trong cái cuộc sống đời thường, mình phải đền trả cái ân tổ tiên cha mẹ, đền trả ân đất nước, đền trả ân tam bảo, đền trả ân đồng bào và nhân loại. Thì trong đời sống, trong nội tâm, chúng ta phải cố gắng tu hành, nghĩa là tạo phước, nghĩa là tạo tác những cái phước thiện. Rồi chúng ta đồng thời phải trao sửa thân tâm, chuyên lo niệm Phật, thì chắc chắn mình sẽ đi đến cái con đường giải thoát an vui, qua lời Đức Thầy cho biết là sớm về khỏi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần và gió giảng sương. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì cái đề tài của Hoa Sa Mạc đến đây cũng xin khép lại. Thì trước khi dứt lời cũng xin cảm ơn toàn thể chư quý đồng đạo đã ủng hộ, đã lắng nghe. Thì nãy giờ thì Hoa Sa Mạc cũng thấy được cái bàn tay của biết cái tên này là gì nữa, thì cũng thấy chát ở trên màn ảnh mà Hoa Sa Mạc thì không có coi. Thì tại vì mình đưa nói chuyện, thành ra Hoa Sa Mạc cũng không có dám đọc thì cũng sợ chi phối đó, để Hoa Sa Mạc cũng xem lại. Rồi kính mời đồng đạo cũng lên để có cái ý gì thêm để góp ý cho Hoa Sa Mạc, học hỏi thêm, thì Hoa Sa Mạc cũng xin chân thành cảm ơn. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin gửi mít cho chị Nam Kiều, chị Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Kiều xin kính chào lại chư quý đồng đạo trong đạo tràng. Chúng ta vừa nghe đồng đạo Hoa Sa Mạc chia sẻ đệ trà tài hiếu nghĩa vi tiên. Thưa chư quý đồng đạo, xin thay mặt chư quý đồng đạo trong đạo tràng cảm ơn em Hoa Sa Mạc thật nhiều. Và mời em nghỉ ngơi, uống nước đi ha. Và xin thưa chư quý đồng đạo, xin kính mời một bàn tay của chư quý vị đưa lên để chúng ta có một đọc một đoạn sấm giảng, một bài thi văn ngắn trong khoảng thời gian mình nghỉ giải lao trước khi mình vào chương trình tiếp theo. Xin mời. Dạ, con thấy bàn tay chú Tư, con kính mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây tôi ngâm lại bài Mượn Cây Đuốc Huệ của Đức Thầy. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Vẫn phải bị trăm điều chúa chát, thời đau lai muôn chuyện ngọt ngon. Nghĩ cuộc đời mà chan chưa nổi hao mòn, xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích mát. Đời này như thế, người kia cũng thế, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua khi chết cùng xương tàn, cho nên mượn đuốc huệ đành tan mùi tục lụy. Buồn với mượn bút tay đề, tu hành tâm đạo vừa kề tiên ban. Nào nào trần thế có sang, sắp điều đau khổ nghèo nàn, hỡi ai thảm trong thế sự ngày nay, lắm điều lao lý quá dài gian nan. Một tay ta quốc an bang, nước nhà vẫn đặt hướng đàn hiển vinh. Bây giờ phải mượn kệ kinh, giác diệu trần thế mặc tình nghe không. Kêu thằng hai gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng
Tôn Ti. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin gửi cái mic lại cho MC Ninh Kiều nha. Vâng, xin cảm ơn mấy cái dùng mấy cái đó qua mà khích lệ cho quý vị nha. Nhất là anh Minh Văn Buồn, anh được ăn ké ha. Ok, rồi xin mời MC Ninh Kiều. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kiều xin thay mặt chư quý đồng đạo trong đạo tràng cảm ơn chú Tư rất nhiều. Minh Văn Buồn ơi, ngắn thiệt ha. Đúng là chú Tư ngâm rất là hay, rất là mùi. Nhưng mà chọn cái bài tại vì cũng muốn cho cái đề tài của Hoa Sa Mạc được mình lắng nghe, cho nên chú Tư đã ngâm bài này. Dạ, thưa chư quý đồng đạo, nhưng một lần nữa xin cảm ơn chú Tư. Và thưa chư quý đồng đạo, sau khi đồng đạo Hoa Sa Mạc thuyết trình, chư quý đồng đạo trong đạo tràng, nhất là quý chú, có còn ý kiến nào để đóng góp? Đúng là chưa có ý kiến nào hết, chú Tư cũng chưa nói ha. Có ý kiến đóng góp cho bài thuyết trình của đồng đạo Hoa Sa Mạc, nên Kiều xin kính mời. Con mời chú Tinh Thiện đi chú. Chú Tinh Thiện ơi, trong room mình giờ còn hai ông chú, để cho hai ông chú mình ưu tiên ha chú quý đồng đạo. Dạ, con xin kính mời chú nhận mic. Chào Kim Khuyên. Không biết phải Kim Khuyên cũ không, không biết nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room qua một tiếng đồng hồ qua sân mạc cái trình bày một cái đề tài về hiếu đạo. Thì quý vị biết con người chúng ta sinh ra nhân sinh hiếu nghĩa giữ di tiên phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, tức là chúng ta có vô lượng kiếp cũng không thể nào trả hết được ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ, giống như là quân thần nghĩa nặng hữu thiên liên. Cái tình nghĩa của quân thần là ngàn năm cũng là khó sánh. Thành ra là cái đề tài này bất cứ ai mà khi mà nghe qua đều cũng xúc động, cũng như những bài ca bài hát hoặc khi nói với lòng mẹ thì ai cũng rất là xót xa, thương cảm lòng sâu xa rộng rãi bao la của cha mẹ mình. Thì đây là cái buổi sinh hoạt trình bày lại cái đề tài về hiếu đạo để nhắc nhở chúng ta phần làm con thì ai cũng phải lo đền cả được cái hiếu. Mà trong kinh Phật cũng vậy, tâm tam giáo thì đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật, và đạo Nho thì cũng rất trọng về chữ hiếu. Còn trong đạo Phật thì cũng vậy, trong đạo Phật thì có cái tứ ân, tôi là cái nhân thừa đó. Thì trong tứ ân là ân tổ tiên cha mẹ, hậu Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là ân tổ tiên cha mẹ. Và đến Đức Thầy thì Đức Thầy cũng nhắc lại là ân tổ tiên cha mẹ. Mà cái ân đó là rất là sâu xa, không thể nào mà lường được ân tổ tiên cha mẹ. Nếu là sinh con người sinh ra mà bất hiếu rồi thì không có con có thể nào mà chấp nhận được cái đời sống của người đó như thế nào. Là bởi vì cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình trưởng thành thân xác là cũng do cha mẹ, mà mình là bất hiếu thì cái tội đó vừa trời tru rất nhiều. Thành ra qua sinh hoạt trình bày qua cái đề tài đó rất là lưu luyện, trình bày rất là lưu loát, và cũng đã nhắc nhở chúng ta phần làm con phải lo đền tròn và đủ hiếu. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta đã quy y tam bảo rồi thì hàng ngày chúng ta cứ thầy khuyên sớm khuya ba tấm cần kiêng, sớm với chiều gắn kiến nhân cầu, để mình đối diện với ngô tam bảo cầu tây phương phổ độ cho tổ tiên, cho cha mẹ mình được thoát chốn mê đồ, được giảng sanh về tây phương cực lạc theo cái pháp môn tịnh độ là cầu tha lực. Còn pháp môn tự độ thì như là ngày nào đắc được lục thông nhớ hồn cha mẹ tổ tông bãi đời, đó là tự độ. Tự mình tu và đắc được lục thông thì đủ sức để mình cứu độ tổ tiên cha mẹ mình. Còn pháp môn tịnh độ thì mình chưa đủ sức để cứu độ cha mẹ thì mình nhờ Phật độ. Cho nên mình đã khẩn nguyện trước ngôi tam bảo cầu tây phương phổ độ, nhị nguyện cầu cứu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, tam nguyện cầu phù mộ tại đường Tăng Long Phật Thọ phù mộ quá khứ cực dạng tây phương. Cho nên thận làm con mà cái tiểu hiếu thì lo nuôi dưỡng cha mẹ, báo đền cái ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ trong lúc sống. Nhưng mà khi sau khi chết
thì cái tiểu hiếu không có chỉ là làm đánh dỗ này kia nó để tưởng nhớ cái công ơn cha mẹ thôi, chứ không có cứu được cái linh hồn của cha mẹ. Hôm qua cái đại hiếu đó của đạo Phật mới chỉ cách để cho chúng ta là cầu nguyện, một là chúng ta tu đắc đạo để cứu cầu nguyện, còn nếu không thì chúng ta cũng cầu nguyện Phật A Di Đà và phổ độ cha mẹ mình, cứu độ cha mẹ mình được siêu việt có Phật thất tổ cứu quyền nơi chính suối nghĩa mai xa lánh sáu đường biên. Nói tóm lại đề tài chủ yếu rất là hữu ích, khi chúng ta nghe qua thì đương nhiên chúng ta nhớ lại cái công ơn sâu xa của cha mẹ mà làm chúng ta không bao giờ ra khỏi sự bùi ngùi và xúc động. Lần nữa đó là khen ngợi qua sơ mạc gắn bó với cái linh này, và đồng thời nữa đóng góp những đề tài mà hữu ích cho chúng ta để chúng ta cùng ôn lại những cái bài học để mà chúng ta cùng lo tu luyện để tiến lên trên con đường tiên Phật được cao cả và mau ra khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật.